Rồi, hello chào anh em nha. Thì bây giờ mấy thành viên đã qua nhà mình thì thành viên tân thì đang chuẩn bị làm sáo, còn thành viên đô thì đang chuẩn bị làm con diều sáo ghép của bạn thanh niên đô đây. Đó thì đây là cái miếng giải này hôm bữa thanh niên đô lụm được nè các bạn. Đó. Đó, rồi còn mấy cái bộ khung này á, cái bộ khung này á, thì cũng có cái con diều của một cái chú hôm bữa cho bạn đô á. Đô giờ anh lột áo rồi, đó giờ bạn cắt ra luôn để bạn đó làm lắp ghép. Đó, mấy Cầm khung cho nó dễ chứ đi trên đường nguy hiểm lắm. đó, cầm cho dễ không đó. Đi trên đường nguy hiểm lắm. Đó thì đây là cái khung cái này đó. Đó, cái bộ khung cái nhiều đó, đầy đủ khung ha. Đó thì bây giờ Khóa ở luôn. đây dây khóa luôn, giờ mình sẽ cắt cho bạn đô một khúc này. Đó, bạn đô đã đo rồi nha các bạn. Đó, bạn đô bạn đã đo rồi thì bây giờ mình sẽ cắt cho bạn đó một cái khúc bát như vậy. Rồi thì bạn đô, cái dự án này là sao bạn đô? Dự án hôm nay sẽ làm theo để gắn sáo cho bạn Tân bét luôn. À, dự án của bạn đô là làm sẽ gắn cho bạn tân làm sáo không ở sáo bạn tân nè, đó làm xong rồi gắn test luôn nha. Đó thì bây Dây giờ nó dây đồ của nó có dây đầy đủ hết nha. nèo nè. Đó thì nói chung cái nhóm tụi mình nó chơi á, là mấy bạn đó là cũng là tự để dành tiền rồi há, là có người này người kia cho cái này cái kia chơi thôi nha các bạn. Đó, mọi người cho cái gì chơi đó. Đó, còn thanh niên Tú thì không có biết làm diều, không biết chơi diều. Đó, thanh niên Tú chỉ là ngồi học hỏi về xem cho vui vậy thôi. Rồi bây giờ bắt đầu để mình sẽ đi lấy máy cắt, mình cắt cái bát đó ra. Bây giờ là mấy thanh niên này nó đang làm cọc sáo rồi nè, giờ mình cắt cho thanh niên đô cái bát nha các bạn. Mình đã cắt xong hai cái bát nha các bạn. Đó, thì sau một hồi cắt hai cái bát cho thanh niên đô. Đó, giờ thanh niên đô đang quắn đồ lại đo lại nha. Đó, bát này thì mình nói chung là mình không phải là thợ chuyên nghiệp cắt nha các bạn. Đó, nên là cắt chỉ được như vậy thôi. Đó, còn thanh niên tân nè, thanh niên tân lấy cái này luôn đi, cái này cho nó chắc nè. À, chích keo kia hả? Rồi các bạn thấy không, đó, nãy giờ thanh niên tân là nó định chơi mấy quả thì không biết nữa. Đó, thanh niên tân chơi 6 quả nha. Đó, giữ nha các bạn. Đó, cọc 6. Mấy bạn nhỏ thì nan diều mà bằng tre thì vót nói chung cũng chưa có được, thì đây giao bên hông rồi con. Okay. Đó. Đó thì được mấy người lớn vót che cho, rồi mốt lớn lớn một tí nữa là có che, là biết vót cái là vót thôi. Rồi con ấy được không? Con ấy được cái nào không ấy được thì nhờ chú làm, cái nào làm được thì con có thể tự làm. Rồi được chưa? Vô khích chưa? Phải quan trọng là khích nha. Nói chắc chắn nha, chứ không phải là sụp xịt gì là không được rồi đó. Vô là phải khích luôn. Bây giờ không khích được không? Cây vô cho miếng cây nhỏ nhỏ nữa. Đó, trời ơi, vót nói Không, chung là lúc nãy nó vừa lắm. vừa lắm mà vót vô phải canh từ từ thôi. Đó. Rồi chích keo vô. Được chưa? Thêm ở đây. Nó làm cho chắc chắn nha. Thì chúng ta chỉ cần có áo diều là quan trọng nha các bạn. Nó khi mà áo diều rồi chúng ta xiêm che chúng ta vót. Hai là chúng ta mua mấy cây giống như là cây carbon nè, ta ráp vô thử coi diều mình nó sẽ có bộ khung thôi nha các bạn. Cái quan trọng là vẫn là cái phần áo diều nha các bạn. Giống như bạn Tân, ý là bạn bạn Đô bạn chưa có áo diều, bạn chỉ mới có vải thôi, thì bây giờ bạn nó làm khung xong rồi một hồi nữa là bạn đó phải dán rồi cái đoạn đó rồi may khóa rồi vô nữa thì nó sẽ cực hơn nữa nha.
Còn mà giống như mà bạn nào đã có áo diều rồi các bạn, đó thì nó sẽ đỡ hơn tí, nó chỉ cần mua khung rồi thôi. Đó. Có chỉ không chú? Có chỉ luôn. Chỉ. Rồi cái cuộn chỉ bữa đâu Tú lấy cho bạn đôi Tú. Đó, giờ thanh niên Đô đã làm xong một cánh trên rồi nha bạn. Cánh này cánh trên hả Đô? Cánh trên. Đó, số 1 bạn Đô đánh dấu là cánh trên. Đó, bạn Đô đánh dấu số 1 là cánh trên nha các bạn. Đó, đã xong một cái bát cho một cái cánh trên. Rồi giờ bạn Đô đang tiếp tục quắn. Quắn để làm cho một cái bát để cho cái bát này. Đó, cái bát này để làm cho cái cánh dưới. Đó, cánh dưới này xong. Đó. Đó, còn thanh niên Tú thì làm diều siêu mini, không biết có được cái gì không mà nói chung làm giống như là đeo làm mặt dây chuyền vậy đó. Đó, còn thanh niên Tân, đó thanh niên Tân là đang với một cái dự án mới, đó là diều bự bự hơn tí. Ở đây là cây này nè các bạn. Đó, đó cây này, đó mình cũng đang chuốt phụ mấy bạn đó nè. Đó, cho bạn Tân, bạn làm một cái dự án khác, diều bự bự hơn chút. Đó, thì đây là một cái buổi chiều là các bạn đang làm diều nha các bạn. À, đồ xong chưa? Đo đồ đạc rồi kỹ càng chưa? Đó, đo kỹ càng nha bạn Đô. À, mình thì quay lại quá trình của mấy bạn đó làm diều cho các bạn cùng coi nha. Ừ. Có gì góp ý thì các bạn cứ góp ý với mấy bạn đó. Đó là làm diều cần phải chỉnh sửa như thế nào các bạn góp ý nha. Hoặc là cái kỹ thuật làm sao cho nó good hơn. Đó. Đó, bạn Đô á, bạn lấy miếng cây lồng chim nè, bạn đó chim vô. Sau khi làm cánh đút vô bát là ok nè các bạn. Đó, giờ bạn Đô bạn đó sẽ cột bát. Ủa Đô ơi. Cái bát đô ấy vô đô có đo bằng nhau không Đô? Đo hết chưa? Chứ cái vạch giữa đó là chú thấy nó không phải là ngay giữa đâu đó nha. Dạ, đâu con làm em. Nó gạch về ngay giữa đúng không? Nhưng mà nó ra đây một xíu nữa là tới. Chú thấy vậy nè. Chú thấy vậy nè, con làm cho nó mà bảo đảm á. Cái này của con vô rồi không đo đâu. Rồi con lấy dây con đo đi, con lấy dây con đo đi. Chứ ấy nè, con nhìn nè. Con nhìn nè, cái bát của con là bên dài bên ngắn nè. Con hiểu chưa? Chú thấy là bên dài bên ngắn rồi đó, hiểu không? À, con ấy lại chứ bên đó là bên dài bên ngắn á, đo lại kỹ tí nha. Chung thôi là cánh lên là không có cân rồi á, bên dài bên ngắn rồi đó. Rồi được chưa? Rồi bắt đầu chích chích keo đi. Đó, kiểm tra lại coi đâu có bên dài bên ngắn không. Bằng vô lấy cây này cho lẹ cho vừa đấy chứ. Nè, cây này cho nó chỉnh nó chuẩn nè. Rồi ok ha. Đó, rồi xong rồi chích keo rồi vô. Căng lên. Thì bạn Đô bây giờ bạn đang cột bát nha các bạn. Đó. Đó, rồi xong. Rồi bây giờ để cho bạn Đô làm nha các bạn. Khi bạn Đô cột bát xong rồi là bắt đầu mình sẽ quay công đoạn khác cho các bạn coi nha. Đó, giờ thì cột bát này xong rồi chích keo sắt vô cho nó chắc chắn rồi thôi nha các bạn. Rồi chích keo sắt vô. Đó, cột bát chích keo sắt rồi thôi. Rồi. Kéo Tú. Dốc nhiều mà cũng phải lấy cái kéo mini. Lấy cái lưỡi lam á. Lấy lưỡi lam đi. Đây vô cầm ra cho. Rồi. Rồi cắt đi. Táp cho chắc chắc nha. Bao chắc luôn. Chứ mà hồi nữa không ấy á. Đâu rồi, đâu, rơi rồi. Rơi rồi. Uống cánh rồi, rơi rồi. Rơi rồi. Còn thanh niên Tân thì mệt quá rồi. Nó chuốt có một tí rồi mệt rồi. Chuốt lên dự án mới. Đó. Sau khi bạn Đô đã cột bát xong nè các bạn. Ê Đô ơi, chú thấy cái bát này con cột chưa ấy nè, thấy không? Con hiểu không? Cái bát chưa ấy khi mà con ấy là nó bị cong rồi, thấy chưa? Sẽ kỳ vậy sao? Đó, thì bây giờ nó bị cong hiểu chưa? Cục ngắt luôn hả? Đó, anh Đô đã cột bát, bây giờ anh Đô cột cánh nè. Đó. Anh Đô thì anh Đô anh không có chơi ống tio. Đó, tại vì anh Đô nói không có tìm món tio. Anh Đô không có tìm món tio. Ở đây tất cả là hả
Nói chung tất cả là những cái này là của mấy bạn tự bỏ tiền ra làm nha các bạn. Đó, mấy bạn là tự thân vận động hết luôn các bạn. Đó, mấy bạn nhỏ nhưng mà mấy bạn có tinh thần là tự thân vận động. Đó, không có phải lệ thuộc vô gì nha. Đó, tự để dành tiền rồi chơi nhiều. Đó, chơi bằng sự đam mê nha. Đó. Đó, xong rồi. Ồ, gơ vô đó, cánh của bạn Đô đã lên nhìn cũng ngon ngon rồi nha các bạn. Đó, rồi buộc lại đi. Thiếu anh Dương buồn ghê. Ờ, thiếu anh Dương buồn quá. Dương mà có coi video thì nè, Đô có gửi lời hỏi thăm gì về Dương không nè Đô? Dạ. Có gửi lời hỏi thăm gì về Dương không? Mày làm tao cực khổ quá Dương. Hả? Mày giúp tao đi. Đó, bạn Dương có coi video thì nhớ có gì bạn Đô làm xong rồi ra đâm diều phụ bạn Đô nha. Đó. Đó. Đó là bên cánh cánh bự cánh nhỏ thấy không? Không thấy cánh bên cánh bự cánh nhỏ không? Đó, táp lại cái phần bát đi. Đúng không? Còn không á thì bỏ ra làm theo cái cách của chú đi, chú bảo đảm với con làm theo cách chú là ấy luôn. Cái này chắc cũng được chứ. Nhưng mà bên cánh bự cánh nhỏ con thấy không? Cánh bên đây nhỏ nè, cánh bên đây nó bên này nó... nhỏ. Bên này nó nhọn vô rồi thấy không? Còn bên này bầu ra nè thấy không? Tại vì cái bát của nó với lại cái bát con thì chú thấy không có đều nè. Đó, phải ấy lại. Cái cây cái của con chú thấy nó bèo quá vậy đâu. Làm lại cây cái khác đi. Trời ơi, hoài đồng diều che thiếu gì? Con ra con chặt một cây đi. Rồi xong rồi phơi nắng làm thôi. Trời ơi, thôi cây cần câu có sẵn rồi kìa. Con lấy thôi đô. Yeah. Chú nói thiệt mà. Chứ cái cây cây khung cái gì mà nó cong cong ấy nhiều khi đuôi nó làm sao? Đuôi không? Đuôi sao có hư vậy không? Hư. Đuôi hư hả? Hư sao? Kiểu như cái này nó bị ấy hả? Vậy từ từ chữa lại tiếp. Thôi đừng có bẻ. Rồi để từ từ chữa lại. Đó, nói chung là à, mấy bạn nhỏ tập làm diều mà các bạn. Đó, tập làm diều. Đó, có gì chơi nấy thôi nha các bạn. Rồi. Đó. Ở đâu? Giờ để coi đâu. Quay giờ coi. Không, để lên cái tấm vải nè, đó, để lên tấm vải đi, để lên tấm vải đi. Đó, để qua tấm vải nè. Đó. Rồi để cái đuôi lên nữa coi. Để cái đuôi cá gá vô coi. Ở đây là cái khung diều của bạn Đô nha các bạn. Đó, khung diều bạn Đô, khung diều lắp ráp của bạn Đô nha. Đó, làm từ buổi trưa tới giờ. Đó, thì hôm nay là mình chỉ với bạn Đô với mấy bạn chỉ quay làm được như đây thôi. Đó. Nói chung là phải làm cũng mất thời gian lắm nha các bạn. Đó. Thì bây giờ tụi mình chắc phải đi ra đồng diều chơi thôi. Đó, làm chắc ngưng tới đây thôi. Đó, rồi từ từ rồi mai làm tiếp, dán ấy rồi vô mai làm tiếp. Đó, rồi thanh niên này coi coi. Thanh niên này làm gì ghê vậy? Wow, siêu mini luôn hả thanh niên? Rồi. Siêu mini luôn các bạn ơi. Đó, thanh niên này làm siêu mini. Đó, còn thanh niên Tân thì vẫn đang miệt mài chuốt. À, thanh niên Tân cũng đang quyết tâm lên một dự án mới nữa. Đó. Đó. Cái đồ lông đao này thanh niên Tân thấy sao? Đó. Rồi. Còn giờ mình chuốt xong cây này á, mình sẽ chuốt sơ sơ cây này xong nữa cái là cho bạn Tân và nó chuốt tiếp. Đó. Cho bạn đó tự làm diều. Rồi thôi thôi bây giờ cái video của mình đến đây xin được tạm dừng nha các bạn. Đó, thì đây là một cái buổi chiều mấy bạn nhỏ tụ tập lại nhà mình làm diều chơi. Thì biết rồi mai mình làm tiếp. Chứ giờ làm không xong thì làm gấp gáp làm đâu có đẹp đâu con. Làm diều mình phải cẩn thận từ từ chứ. Không, cái này căng xong rồi lát nữa rồi bỏ áo vô rồi cắt luôn cái dây nhôi. Rồi xong cột theo cái kiểu mà mấy con diều sáo á nó cột nó hắt hai bên nha. Nhưng mà trước mắt là nhưng mà trước mắt nè. Thôi. Nhưng mà trước mắt con thấy cái cánh của con thấy không? Cái bát cái cánh của con thấy nó đâu có đãi đâu hiểu chưa?
Trời ơi, Tân mày vô mày cho thằng Đô cái ý kiến để cho nó ấy coi Tân. Chứ mày vô mày nhìn nè, mày cho nó cái ý kiến coi chứ vậy mà nó vẫn còn làm nữa. Bất chấp thời gian không gian. Nè, mày lên mày nhìn nè, chú cho mày, mày lên đây mày nhìn qua. Nè, mày qua đây mày nhìn, mày để đây nè. Để đi. Không, mày để đây nè, nhưng mà mày để con gì mày đây để chú cho mày coi. Rồi mày để đây đi, rồi mày để lên cái khung nền đen nè, rồi bắt đầu mày đi qua đây. Cánh bự cánh nhỏ. Đó, mày thấy cánh bự cánh nhỏ chưa? Mày chưa thấy rõ thì mày nhìn vô cái ống kính của máy của chú nè, nó sẽ thấy rõ hết luôn hả không? Đó, lên cái ống kính của máy chú á là mày sẽ thấy rõ không? Đó, bên này bự nè, thấy không? Đó, bên này nó nhỏ nè, thấy không? Đó. Lên cái ống kính là nhìn thấy nó sẽ rõ hơn. Không phải là do cái bụng đâu, mà do cái bát này nè. Do cái bát này nó xéo thôi, với lại nó không có đều. Đó, bên ngắn bên dài thì bây giờ phải chỉnh lại, làm phải từ từ. Đó, gấp gáp là hư khung luôn á, làm căng căng là gãy luôn khung á. Rồi khúc đó lại ngồi cười. Đó. Đó thanh niên này. Thanh niên làm đu cá hả? Rồi làm đi. Thôi bây giờ mình ra đồng diều chơi các bạn ơi. Đó. Thì ngày mai mình sẽ tiếp tục làm tiếp bậc 2 cho các bạn coi nha. Đó, bây giờ hôm nay là chỉ mới là bậc 1 thôi. Đó, bậc 1 là chỉ làm được như đây, quay được như đây thôi. Đó, ngày mai sẽ tiếp tục. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Đó.